Con trai Đàm Vĩnh Hưng khiến ba muốn cho hết gia tài vì hành động này. Con trai Đàm Vĩnh Hưng dù còn nhỏ nhưng đã biết cách bày tỏ sự yêu thương đối với người cha nổi tiếng của mình. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào mà con trai cưng đã làm cho mình. Khi hai cha con nam ca sĩ đang ngồi trên xe di chuyển về nhà, bé Bolo đã đề nghị ba mình rằng: "Ba ơi, cái áo ra để quân ôm." Nam ca sĩ đã phải rắm rắp nghe theo rồi bạo, "Rồi ôm đi." Ngay lập tức nhóc thì đã là đến ôm chặt lấy ba mình. Trước tình cảm của con trai Đàm Vĩnh hứng xúc động đến mức thốt lên, trời ơi tôi sung sướng quá à, cho bao nhiêu tiền cũng không bằng, vậy là hạnh phúc nhất đời mình luôn, tại sao lại có người ngọt ngào với mình như vậy, đốn tim mình, mình chết mất. Tiếp đó nam ca sĩ lại suýt xoa, cảm ơn Bolo nha, cảm ơn con đã tình cảm với ba nha, giờ là có bao nhiêu của đưa hết, Bolo kêu cởi áo ra để gần sát hơi ấm. Trên đời không có gì sung sướng bằng, không chịu nổi luôn, cảm ơn em nha. Ông Hoàng Nhập Việt lại hỏi con trai, em đi có một ngày em nhớ ba vậy hạ. Bé Bolo đáp lại, dạ, những bạn bè người cùng xe cũng tan chạy trước màn bày tỏ tình cảm của con trai nam ca sĩ. Một người bạn cho biết, trong thời gian nam ca sĩ chạy sâu, bé Bolo rất ngoan và chơi đùa cùng mọi người. Tuy nhiên, nhắc thì không bao giờ ôm hôn mà chỉ làm điều này với bát ruột mà thôi. Kể từ khi công khai con trai, Đàm Vĩnh Hưng thoải mái đăng tải khoảnh khắc đời thường của bé lên mạng xã hội, Đặc biệt, anh còn dẫn nhóc tì đến mọi nơi, bất kể đi diễn nước ngoài. Hình ảnh hai bờ con quấn quýt khiến nhiều người không khỏi xúc động. Khi anh gạt chống nuôi con nhưng vẫn cho bé trọn vẹn tình cảm của cả người mẹ lẫn người bố. Trên trang Facebook của con trai ruột đầu lòng, ông Hoàng Vi Bóp thường xuyên xạ chiều mạnh tung tăng vui vẻ khắp nơi cùng thiên thần nhí. Trong chuyến vu trời Tây, anh nhận theo polo lô hình và được đồng nghiệp của bố tại nhiều đồi chơi xịn. Đập hộp những món quà cùng bố, biểu cảm của nhóc tì khá thích thú khi liên tục quan sát từng cử chỉ của phụ huynh. Giọng ca xin lỗi tình yêu còn để con thăm thú khắp nơi khi đẩy dạo phố đến đi thuyền khắp khung cảnh nước ngoài. Tình yêu mà anh dành cho bô lô hình khá lớn khi ở ngưỡng U60, nam ca sĩ vừa hóa khi có được món quà vô giá. Nghĩa một vòng trang cá nhân của hai bố con, Đàm Vĩnh Hưng cùng con trai nhiều lần diện đồ đôi đồng điệu hay thể hiện hành động thân thiết gắn kết bền chặt. Nhiều một mình trong con từ lúc lọt lòng cho đến hiện tại, nhưng anh luôn cố gắng thu xếp công việc để dành cho thiên thần nhí. Chưa dừng lại ở đấy, khi quý tử đích thị là bạn sao của ông bố nổi tiếng khi trong nhiều khoảnh khắc, sao y bạn chín từ điệu bộ đến diện mạo, ngắm nhìn những khung hình của hai bố con lúc còn nhỏ, khán giả cũng phải công nhận cho sự giống nhau quá mức quy định của cả hai. Theo chân bố đến muôn nơi, bộ lô hình cũng khá hiệu chuyện và ngoan ngoãn khi dành cho đường sinh thành lời hỏi thăm hay nhiều hành động đáng yêu. Trong nhiều clip hậu trường, cậu nhóc được chú ý bởi biểu cảm hài hước khi nụng nịu hay đòi hỏi bố ạm bồng.